cho các bạn, rút kinh nghiệm đi mua xe lần trước. Cuối cùng lần này mình cũng đã rước nàng về dinh rồi. Đây, con xe AB đời 2020, 150 phân khối. Đây, cho các bạn xem. Coi trước à, trước à. Chưa có hành trình con Google. Nãy mình có gọi điện thoại mình hỏi cái gì? Xe Alas. Alas. Làm gì? Alas đời mới rồi. À, Alas hai người á. Cái màu đỏ nào nữa? Có cái màu đỏ này không chịu không? Mày. Đó là màu xanh đó. Màu xanh này, màu xanh này đẹp. Màu này. Màu đen nhám hả? Màu đen nhám hả? Anh thích màu này hả? Mày cái màu này mẫu mới không? Không biết nữa. Cái này là đời 2019. Mẫu cũ chưa? 2020. Mẫu màu xanh. Sao 2020 không có vậy? Từ 16, 19 tôi đi vòng, tôi nói ủa nãy mình thấy có cái cửa hàng Honda mà cái tại sao? Cái máy xanh là lấy liền vậy? mình nhìn ở trên cái Google tại vì nó ghi cái chữ trên cái Google Map nó đâu có chính xác đâu. Rồi nãy đứng so so cái số điện thoại mình gọi trên cái Google Map á thì nó đúng đó, mới dám vô. Nãy em gọi gọi 98 778 á, số đó đó. Trời ơi thôi thua luôn. Nè em soi cái xe này cái đi. Này nè, nó bê nè. Sớm mình có ghé cửa hàng Cẩm Giang rồi. À. Coi. Hả? Màu đen nhám á hả? Có màu đen rồi mày sao phải màu đen. Cái chữ Alas này nè nó đẹp nè. Cái yên đó bình thường. Cái phiên bản này là phiên bản gì vậy? Đặc biệt. 155 mình làm phiên bản đặc biệt. À. Cái yên xe này nhìn ngộ ngộ ha, không không 150 thì có đây chị. Màu có màu này hả? Có màu kia nữa. Đâu? Có màu đỏ không? Nó màu đỏ không có, màu đỏ không bán rồi. Màu xanh. Hả? Màu xanh chứ của... Ủa, tự nhớ màu đâu? Xanh. Ủa, phiên bản đặc biệt đâu có màu xanh hay gì không? Nó màu này với màu đỏ nha, đen nhám à. Đen nhám.
cái này là đen bóng không? Đen bóng đẹp hơn đen ngáo hả? Bóng cái lao chùi dễ, sạch sẽ. À, cái con này là bao nhiêu tiền? 63 là giấy tờ xong hết cho mình. 63. Mua 150 đi em ơi. Ê, cái xe này mê quá à. Hả? Mà có còn màu nào nữa? Đó, màu này 850, màu này với màu đen nhám mà nó có hai màu, phải coi là màu đen nhám thì cái màu kia còn nhám nó giống vậy nè. Giống vậy nó dễ dơ lắm à. Ha. Giống vậy á. Em nhìn coi con đó đẹp không? Nó đẹp. Này là quá đẹp rồi. La chủ đẹp đi. Ngon, ABS nữa. Sướng, ráng chốc mình đi ngon lắm. Nó được vàng trắng ABS nữa nè. À. Có cái điểm ở trong này ha. Chống trượt rồi, chống dính rồi. Còn như cái phiên bản ý cái 125 mà phiên bản đặc biệt bả nó là nhiêu? Tính anh là 46 năm. À 47 năm còn cái kia là 46 năm. 46 năm là như là 46 năm là giấy tờ luôn. 46 năm là về cái phiên bản thể thao. À, cái giải này tiêu chuẩn nha, cậu mẹ đặc biệt nó mắc 2 triệu. À, 47 năm. Rồi hỗ trợ giấy mình xong hết luôn. Lấy nào? Khoái này hả? Ừ. Cái này hả? Bây giờ như xe này mà mình mua trả góp á là có bán thì trả góp bao nhiêu rồi tôi kêu chia cho con chia ra cả bằng cái chiếc xe này nè hiện tại là để chia thương lên chia giao cặp về cấp cho anh luôn. Ừ. Anh đưa ta 50% là giờ anh giữ cặp về cấp luôn. À. Anh y như anh mua mặt vậy. À. Rồi, rồi như cái tiền lãi á là mình trả qua ngân hàng anh ha. Làm điện máy xanh nè. À. Cứ tới tháng anh làm 9 tháng thì tháng lại đóng tiền máy xanh 9 lần xong. À. Còn như mà mình gửi tiền qua tài khoản được không? Không vậy đó phải nộp rồi. Qua điện máy xanh. Ừ. À. Vậy là đi máy xanh chỗ nào cũng có đâu mà Sài Gòn ở đâu mình vô mình đóng cái vô đóng cái chuyện rồi. À. À. Dễ đó, thành phố ở đâu người vô điện máy xanh đóng rồi nè. Điện máy xanh thì mình xuống dòng trơm cũng được. Thì càng xỉu vậy. À, dòng trơm nó gặp. Xe này là 63 nhưng mà anh chỉ dòng trơm anh bớt chỉ 500 ngàn tại cái ưu đãi khách hàng trơm á. Ừ. À, nói thiệt. Tại có mấy người mua rồi chỉ ở đây nè. Tại vì cơ quan chi cục thế rồi ta anh mua ở đây nhiều lắm. À. Anh ở dòng trơm anh bớt. Có mấy thầy thì ở trên đó cũng xuống xuống đây mua. Rồi ông anh hình như chắc anh mua ở đây nè. Anh mua là em ưu đãi thì tại vì khỏi rồi. Tại vì mình ở dòng trơm nó bán lấy tiếng vậy lắm. Dạ. Con bóng lưỡng ha. Bóng lưỡng. À, thắng đã lắm, thắng này thắng ABS thắng sướng lắm. Thắng này không có bị giặt cho mình về nhà. Nữ chạy được không? Đây chạy bình thường, nữ bình thường đây là hình như. Em đổ em chạy được không? Cái cốp xe này rộng dữ lắm. Có cổng ngay sạc điện thoại nữa. À, mình có coi ở trên mạng. Cái này có đèn. À. Thì cái này là cái nắp chặn đó. Màu vàng đúng không? Đúng rồi. Rồi để em kia đổi rồi. Chiếc đỏ cho anh chiếc màu nâu vàng á, chiếc khu chờ á. Dạ để em vào chiếc nâu vàng. Vậy xong chưa? Rồi để không sao em rồi, không có gì không chứ. Hai còn gắn gì nữa không? Mua xe gắn gì nữa. Xe mới mẹ nó mua xe đi gắn làm chi? Hả? Vậy là nguyên án vậy luôn, không có lại làm. Em tặng ba ga, rồi nón, rồi áo đậy xe, rồi nó lắp nước ngọt rồi. Giờ bán xe mình chỉ có tặng nước ngọt thôi chứ tặng bia là không có được á. Công ty đâu có tặng bia, công ty nó bán nước ngọt à. À. Giờ tiếng đó rượu mà. Bán xe mà tặng bia không khác nào vậy hả? Đưa đứa nó trước đi, đứa đừng tặng đi. Đây là Honda Hùng Phát.
Mình cứ đè đầu trên con Google mình tìm. Rồi ở đây em coi ha. Coi gì? Ăn qua bên kia. Em qua bên bển coi rắp xe. Ở đây còn gì nữa không? Anh qua bên kia anh coi rắp xe. À. Còn chị ngồi đây nè. Còn cái này nó đợi là ấp đang cuốn không à. Cái giấy chứng minh nhân dân của anh giữ lại. À. Thứ hai. Chiều 3 giờ là mình có mặt ở trên. Em cảm ơn. Giao thông Bến Tre. À. Chị mang theo sổ hộ khẩu giùm em nha. À. Có điện thoại liên hệ. Dạ, số điện thoại bên em có ghi là. À. Khi nào đi là sáng bên em sẽ điện thoại cho mình đó mình trước. À. Dạ. Nhớ mang theo sổ hộ khẩu giùm em nha chị. Có nghĩa.
đẹp chưa? Đẹp không mọi người? Đẹp luôn, hoa rất là đẹp luôn. Rồi lúc trong kia luôn. Lúc trong kia luôn, quá trời là một lúc.